Mái tóc nhàm chán này không ổn chút nào. Hình xăm con bướm đến giải cứu đây. Bạn có biết bạn có thể dán nó lên tóc không? Trên này mình có thể dán bao nhiêu nhỉ? Giống như nàng tiên vậy. Mọi người ở trên sẽ ghen tị đấy. Ưng cái bụng quá. Thử đi khoe với cả làng xem sao. DJ, bật to lên. Wow. Chào cả nhà yêu. Cậu muốn nhảy với tụi tớ không? Có chứ. Thì tóc mới của tớ thế nào? Đẹp dã man con ngàn. Gina xinh lắm luôn. Quẩy lên anh em ơi. Tuyệt vời. Nói về việc cải thiện phong cách, ai biết một việc đơn giản như vậy lại thu hút ánh nhìn của nhiều người. Woohoo, nhìn hơn đi. Ôi trời ơi, Jerry chắc chắn là thích cậu. Không có đâu. Nhưng lúc nãy cậu ấy liếc mắt về tớ đấy. Sao giờ thì dụ cậu đến bắt chuyện đi. Lát nữa tớ mặc bộ này được không? Ừ, ok đấy. Màu cam, màu chiến thắng. Gina đợi đã. Bao lâu rồi cậu không cạo lông thế? Cậu thực sự cần cạo lông chân đấy gái ơi. Ừ, cậu nói đúng. Tớ có thời gian cạo không ta? Phải làm gì bây giờ? Dao cạo gãy mất rồi. Sao mà dùng được nữa? Quá chán. Thử dùng kéo cũng được mà. Kéo á? Còn lâu. Ý tưởng vậy thôi. Chán như con rắn. Khoan. Bông tắm của mình. Tớ không hiểu. Chuẩn rồi đấy. Đầu tiên hãy mở nó ra, sau đó rắc sequin lên. Rất lấp lánh phải không nào? Và cậu chỉ cần thế thôi. Sẵn sàng chưa? Tớ vẫn chưa hiểu lắm. Cậu có thể giải thích không? Tưởng cậu sẽ không hỏi chứ. Hãy trào chiếc quần lấp lánh đi nào. Thích không? Tớ giống như nữ thần tỏa sáng ấy. Con chẳng nhìn thấy đám lông. Quần này siêu dễ thương. Hình như muộn giờ rồi ý. Ừ, muộn rồi đấy. Gina, nhìn kìa. Gì thế? À, này, tớ suýt không thấy cậu Alex. Kính đẹp nha. À, mái tóc của cậu ấy bóng mượt kìa. Gặp cậu sao nhé? À hả? Xin chào, nói gì đó đi. Được rồi. Chào đang ấy. Gina, có gì trên cổ tay cậu vậy? Xem nào. Hãy thử lau nó đi. Có được không? Bỏ tay. Tớ sẽ phải làm gì bây giờ? Ca này khó đấy. Mà chờ một chút. Này, đưa cho tớ. Nước của tớ á? Được rồi. Chỉ cần ống hút thôi. Lấy một bộ ống hút và cắt đi phần đầu. Chuẩn. Giờ hãy tiếp tục cho đến khi bạn có được nhiều mảnh. Tớ chỉ cần một chút không gian. Sợi dây nè. Đầu tiên, dán nó xuống bàn nè. Như vậy nó sẽ cố định khi bạn xô các mảnh ống hút. Sau đó luồn đầu kia vào như này. Và kéo. Nó tạo ra một kiểu mẫu rất hay. Vậy thôi. Một chiếc vòng tay tự làm. Các màu cầu vồng yêu thích của tớ. Này. Hả? Vướng giúp tớ với. Rất hân hạnh. Tớ sẽ buộc hai nút và cậu không thể thấy vết bẩn. Đi nói chuyện với Alex đi. Nè. Chào cậu. Hãy ngồi cạnh tớ. Rất vui được gặp cậu Gina. Cậu muốn xỉu. Vòng tay đẹp đấy. Tớ rất thích phong cách của cậu. Cảm ơn nha. Tuyệt. Hả? Mình quên mất buổi dạ hội. Phải chuẩn bị mới được. Tóc của mình ok chứ? Nhưng vương miện sẽ làm nó nổi bật. Vương miện lấp lánh quá đi. Chuẩn luôn. Được rồi, nhưng mình không thể mặc áo phông. Cả bộ này đều không ổn. Ok, mình phải tìm bộ khác. Bộ này ổn áp nhất nè. Woohoo! Tìm
cũng không quá khó. Ta-da! Sao nhìn mình giống Wednesday vậy? Không. Bộ này thì sao? Dép quan nhện của mình mách là... Không được. Chắc chắn là không. Còn bộ này... Tối tăm và u ám. Tự dọa ma luôn. Ờ, xinh quá à. Mình tìm được bộ nghỉ rồi. Bye áo choàng. Và xin chào váy xinh. Màu hường siêu dễ cưng. Mê quá nè. Cậu có muốn nhảy cùng tớ không? Wow, cậu nhảy giỏi quá. Cậu đã học nhảy ở đâu? Ôi không, mà chờ một chút. Ai lại đi dự hội mà không mang giày? Đúng là dở hơi. Chân trần ở dạ hội, chắc là hôi dình. Mơ tưởng vớ vẩn. Nhưng cậu ấy nói cũng có lý. Không được. Chắc chắn là không. Chính là đôi này. Hào hứng quá đi mất. Mong là đôi này vừa. Hơi chật một chút. Ok, quá chật. Con chẳng bước đi nổi. Mình không cố nhét vào được. Cảng gót chân lòi ra. Không thể đi dự hội rồi. Thật là không công bằng. Nín đi nào Ellie. Hả? Wow, cậu là ai? Tớ là tiền đỡ đầu của cậu. Cậu không có đôi giày phù hợp đúng không? Vì tớ sẽ phải đi dự hội mà không mang giày. Không thành vấn đề. Có thứ này thì khỏi lo. Ba la. Không còn chân trần nữa. Đôi giày mới đây. Hãy để những chú bướm làm việc. Xem kìa. Wow, giày đẹp muốn xỉu luôn. Tớ chưa từng thấy đôi nào như này. Cảm ơn tiên đỡ đầu. Không có gì. Tất cả đều nhờ những chú bướm. Thật kỳ diệu phải không nào? Đi thôi, chúng mình sẽ muộn mất. Hãy đi vậy. Chắc là mình phải đi một mình rồi. Ăn bim bim mặn sướng hơn đi dạ hội. Wow, ở đây nhiều đồ xinh quá. Ồ, hãy nhìn chiếc túi này. Xinh ghê. Mình phải sở hữu chiếc túi. Nó thật lấp lánh. Khoan, tớ cần nó. Không đời nào. Tớ thấy nó trước. Cậu nói điêu. Tớ nói thật. Thả ra. Sao cũng được. Mình sẽ tự làm chiếc túi xách hoàn hảo. Và nó sẽ có các màu sặc sỡ. Chắc chắn sẽ đẹp mê ly. Túi mới của tớ nè cả nhà. Ghen tị lắm phải không? Túi này siêu đắt đỏ luôn ý. Nó dễ thương quá. Đúng vậy. Chắc qua nào. Tớ và cặp của tớ cần chút không gian. Hả? Cái cặp cháy quá. Hay lắm. Ừ, tớ tự làm đấy. Và tớ mang xin nách cho mọi người nè. Mong là các cậu đang đói. Chẳng ai nhìn túi của mình cả. Thôi lượn đây. Tớ rất vui vì các cậu thích nó. Đừng dừng lại, cứ ấn đi. Ủa, mình suýt quên. Phải bỏ mấy đồ này vào hộp. Máy quét không đổ chuông. Mình có ý hay hơn nè. Giấu đi là được. Quá ẩn áp. Máy quét sẽ không tìm ra đâu. Ôi không, báo động kêu rồi. Chào cô. Ở đây có vấn đề gì vậy? Đã bảo tôi vô tội mà. Không thể tin được chuyện này. Tuyệt đối không được để chuyện đó xảy ra.
chắc là có cách khác cho mình chứ. Mình sẽ dán miếng băng dính xốp này lên ốp điện thoại. Tốt, giờ thì bóc giấy ra, dán bảng phấn mắt lên đó nào. Vừa nhìn nè. Ổn rồi, mình sẽ đặt điện thoại vào hộp. Tuyệt, chuông báo không kêu nữa. Cái gì ở trên ốp đây? Đây ạ, dùng để cầm điện thoại dễ hơn thôi ạ. Thế thì được. Vào lớp đi em. Chuyện đó hay quá đi mất. Thôi, tớ phải đi rồi, tớ gọi lại sau nhé. Kinh quá, màn hình điện thoại bẩn ghê. Và mặt mình cũng kinh không kém. Đủ rồi, phải xử lý chuyện này thôi. Thế kia mới là kinh ấy. Không ai nhìn cả, cứ đi tiếp nào. Ok, đâu rồi ta? Rõ ràng nó đây mà. Đây rồi. Mình cần lá này. Dấu mỹ phẩm vào cây đúng là quá thông minh. Mà làm cũng không hề khó. Lấy một cái chậu và cho xốp cắm hoa vào. Rồi đặt một miếng xốp và phủ màng nhựa lên. Chuẩn rồi, chỉ thế thôi. Giờ đến phần nền nè. Chỉ cần cạo phấn vào vòng nhựa thôi. Cạo đủ phấn để che hết nhé. Tốt. Tiếp theo mình cần lá vào chiếc súng bắn keo đáng tin cậy. Phun chút keo lên phía sau lá. Giờ mình có thể gắn mút tán nền vào. Tốt, đã đến lúc trồng cây giả vào chậu rồi. Nhét cây vào lỗ là xong. Giờ mình có thể sử dụng cây mỹ phẩm khẩn cấp. Mình sẽ dặm lại phần bị điện thoại làm hỏng. Xinh lại rồi. Ôi chết, cô giáo đang nhìn. Ủa khoan đã. Có chuyện gì ở cuối lớp kia? Em chỉ đang xem xét cái cây này thôi ạ. Chà, tốt lắm chàng ngoan. Thế cờ đã bị lật ngược. Cô có đang nhìn không vậy? Cô đang viết trên bảng. Cơ hội của mình đi rồi. Cẩn thận, không được khiến cô chú ý. Dừng lại chút. Nghĩ mình thông minh lắm hay sao? Không thể để chuyện này xảy ra trong lớp mình. Xin chào. Đúng, là cô. Em biết quy định chứ? Vâng, son của em đây. Vải thưa mà đòi qua mắt thánh à? Son mua mình mới mua luôn đó. Kìa, tự dưng mình lại nảy ra ý này. Chuẩn, sẽ ra gì và này nọ lắm đây. Trước tiên mình sẽ kéo cục tẩy nhỏ ra. Giờ thì cắm ống hút vào đầu bút chì. Cần cắt phần thừa đi nè. Tiếp theo mình cần chút son. Mình sẽ hơ nóng cái thìa cho son chảy ra. Son môi lỏng rồi nè, đổ vào khuôn ống hút thôi. Cẩn thận không đổ ra ngoài thì lắm. Xong rồi. Khi son khô mình sẽ tháo ống hút ra. Thành công, mình đã có tẩy son hồng trên bút chì. Hả, học sinh của mình lại làm gì kia? Đâu gì, làm mỹ phẩm à? Dạ không cô ơi, chỉ là bút chì của em. Chà, thế thì được. Xem nào, son này xếp vào đâu được. Đây nè, hoàn hảo, mọi thứ thật ngăn nắp. Ê, nhìn sang bàn tớ đi. Wow, nhiều mỹ phẩm thế, xem gọn gàng nữa chứ. Trông ấn tượng đấy. Nhưng mà khoan, để tớ cho cậu xem cái này. Ủa, đâu hết rồi? Cô tìm thấy phòng trưng bày mỹ phẩm. Em biết quy định mà, cấm, cấm thiệt. Nè, ngẩng đầu lên, cho cậu xem mẹo hay của tớ nhé. Đầu tiên tớ lấy bảng phấn mắt và cả tăm bông nữa. Chọn một màu và xoay tăm bông trên đó. Mỗi tăm bông một màu nha. Miết mạnh xíu để phấn mắt bám lên tăm bông nhé. Rồi tớ bỏ hết chỗ tăm bông vừa rồi vào hộp. Úm ba la, một bảng màu mắt trên tăm bông. Giờ tớ đã có mỹ phẩm ngụy trang để lén dùng. Và có sẵn cả 7 sắc cầu vồng sặc sỡ. Wow, ba màu này kết hợp đẹp dã man luôn. Cảm ơn cậu nhiều. Nàng ấy nói với chàng rằng nàng cần có bạn nhảy trong vũ hội. Cuốn sách này chán ngắt. Cha của chàng. Ơ kìa, cô ngủ gục luôn rồi. Không muốn cục phần ấy đâu. Chuẩn, cô ngủ say luôn.
cơ hội để mình dặm lại lớp trang điểm nè, dặm nhanh thôi. Ô, con bé này liều thật đấy. Hả? Sao tự nhiên mình thấy sau lưng có gì kỳ kỳ ấy? Ờ, chào. Đưa mỹ phẩm ngay cho cô. Ồ, cô làm mình bực ghê. Khổ thân, cô lại tịch thu mỹ phẩm của cậu. Nhưng nhìn nè, tớ có một bí mật. Đúng đó, đồ uống của tớ là hộp phấn. Lấy một cái cốc không và lật ngược lại. Rồi phun keo vào đáy cốc nhé. Chuẩn rồi, tiếp theo hộp phấn yêu thích. Tớ đặt nó lên keo và chờ cho keo khô đi. Úm ba la, mỹ phẩm được giấu dưới cốc mở ra. Tớ đóng nắp để nó trông như thật luôn. Nhưng mà chưa xong đâu, phấn thì phải có cọ mới dùng được đúng không? Tớ cắt dọc ống hút và đưa cọ vào trong. Rồi tớ kéo thêm một cái ống hút khác để che đi. Sau đó chỉ cần đưa ống hút qua nắp thôi. Wow, đỉnh của chắp luôn. Kéo ống hút là cọ lộ ra để tớ dùng. Dặm phấn nốt cho xinh nào. Ủa, lại làm trò gì nữa kia? Phải đến xem kỹ mới được. Uống nước thì được. Tuyệt, tâm hồn nghệ sĩ của ta đang sống dậy. Phew, vẽ mệt ghê cơ, cởi áo ra cho bớt nóng nào. Khó kéo thế, nhưng mà nhẹ cả người. Ủa, gì đây? Thôi xong, hình như là son môi của mình. Chắc môi mình bị cọ vào áo rồi. Chán. Này, đây này. Tiếng gì vậy trời? Son môi của tớ trôi hết rồi. Thế thôi sao? Để tớ giúp cậu nhé. Của cậu nè. Tớ lấy một lọ sơn rỗng, đổ gel trong suốt vào như Vaseline chẳng hạn. Và màu mà tớ muốn. Rồi tớ trộn thật kỹ lên. Khi nào màu được trộn đều là dùng được. Tớ chỉ cần cọ vẽ để thoa cho này. Chấm chấm một xíu và thoa lên môi. Đơn giản thế thôi, tớ đã làm son dưỡng có màu. Ôi đỉnh, mềm môi ghê. Và khi lớp son dưỡng khô, chỉ cần bóc ra. Thấy không, môi cậu vẫn đỏ xinh kìa. Mà vì màu đã in đậm trên môi nên sẽ giữ được cả ngày. Cậu cũng chẳng cần lo son bị trôi nữa. Cậu đúng là thiên tài đấy, cảm ơn nhiều. Giờ thì vẽ tiếp nào. Sao tận chân trời gần ngay trước mắt. Cậu ấy còn chẳng biết mình tồn tại. Cậu ấy mới thông minh lắm sao. Đã lỡ yêu anh nhiều. Có bạn gái rồi á? Mà cậu ấy thấy gì ở nhỏ kia chứ? Chắc là nhiều lắm. Mình thì quên một cục. Này cưng ơi. Eo ơi, sao mình phải ngồi giữa họ chứ? Nhưng mình được ngồi gần tình yêu. Có điều mình như người vô hình ấy. Chào xinh gái. Dành cho nửa kia của em nè. Truyền giúp ấy. Hả? Đừng anh ấy, được chứ? Dù sao thì... Tu là gì? Biêu tá chắc. Mà cậu ta viết gì trong này nhỉ? Nghiêm túc đấy hả? Mình chẳng muốn đưa cho cậu ấy đâu. Thấy ớn. Này. Gì? Ồ, nàng gửi ta những nụ hôn sao? Hôn lại nè. Cứ như học hành chưa đủ mê đấy. Mình phát chán lối sống này rồi. Em thật xinh đẹp không? Anh thật hot. Không thể chịu nổi mà. Là mình có thể trở nên xinh đẹp lồng lộn không? Với đôi môi cong mộng. Biết đâu mình có thể xoay chuyển tình thế. Có lẽ mình cần làm cho tóc phồng hơn. Bắt đầu bằng việc đánh son. Dùng nhiều mới đẹp nè. Lộng lẫy. Hôn tặng người yêu trong mơ nào. Môi mình mỏng thế hả? Mệt mỏi hết sức mà. Son môi ngớ ngẩn. Bực mình quá đi. Tóc tai lòa xòa không làm gì nên hồn. Này. Mà chờ một chút. Thử dùng dây trên môi coi sao.
Như vậy môi sẽ căng lên đúng không? Chưa gì đã thấy đẹp hơn rồi. Giờ thì chờ thôi. Ok, vậy chắc là được rồi. Chuẩn không cần chỉnh. Đôi môi dày căng mọng, khác hẳn đôi môi mỏng dính trước kia. Hoàn hảo, mình cảm thấy tự tin hơn hẳn luôn. Lại hai người này. Chả hiểu có gì vui đến thế, nhưng kệ đi. Thích thì mình cũng chơi luôn. Hả? Gì đấy? Wow, cậu ấy gửi nụ hôn kìa. Mình nói chuyện sau nha cưng. Wow, khác rồi nha. Này, đưa cho em. Không mà cưng anh yêu em. Yeah, em vui lắm khi mình đi chơi cùng nhau thế này. Wow, cảm ơn anh. Mình hôn nhau em nhé. Vâng ạ. Gì vậy? Đến rồi à? Trời ơi, sao tôi ngủ quên được chứ? Giờ đồng hồ không đổ chuông. Mình phải nhanh nhẩu lên mới được. Ôi không, da mình nhìn chán quá. Khiếp. Ok, bình tĩnh, khắc phục được mà. Mình chỉ cần dán mặt nạ mắt thôi. Hả? Thôi đành dùng nước lạnh tạm vậy. Lạnh quá. Hả? Này, cái này cũng đáng thử đúng không? Mặt ơi đừng sưng nữa. Mặt mình vẫn sưng húp. Xin chào. Hả? Ai gọi vậy ta? Ra xem nào. Mình đâu có mời ai đến nhỉ? Vâng, xin mời vào. Ok, cháu cứ đi theo cô nhé. Cháu ngồi đợi ở đây nha, ổn không? Cứ tự nhiên như ở nhà. Sao không có cách nào hiệu quả vậy? Thôi thì đành bó tay chấm con. Trông cũng ngầu mà. Sao anh vào đây được? Anh ấy chưa thấy mình. Mình chỉ cần thêm vài phút thôi. Bé ơi, con sợ cái gì mà phải trốn vào đấy? Để con yên đi mẹ. Bọn nhóc tuổi tin. Làm sao hả? Mặt con, mẹ ơi. Ôi, mẹ hiểu cảm giác đó. Nhưng mẹ có mẹo nhỏ này cực hay. Mẹ và nhóm con gái làm thế này suốt đấy mà. Con chỉ cần một quả dưa chuột và dụng cụ để mài nhỏ ra. Đó. Giờ khi đã nạo được da như thế này, nhúng bông tẩy trang vào đó. Hai nửa, mỗi nửa cho một mắt. Khi đã ướt đẫm rồi, ta có thể tiến hành quá trình giảm sưng. Lau nước mắt đi. Dạ. Con thử dùng cái này đi nè bé con. Mặt nạ mắt. Wow. Nhìn xịn ghê. Còn lạnh nữa. Giờ thì chui ra khỏi tủ lạnh ngay. Chưa gì con đã thấy mắt dễ chịu hơn rồi. Chà, nãy giờ chắc là đủ rồi đấy. Và... Wow, mắt con hết sưng rồi này. Tiếp bạn đi. Em xin lỗi đã để anh đợi. Chờ em, anh không giận chứ? Wow, bánh quy thơm ngào ngạt luôn. Mong là chỗ này không bị thiếu. Hoàn thành xuất sắc kiệt tác của mình. Oh yeah, xinh quá kìa. Mở hay đóng? Kiểu tóc này là mình trẻ hẳn ra luôn. Woohoo. Bà ơi, bà làm bánh quy cho con này cún. Bà ơi, con chuẩn bị đi tiệc mà. Con ăn sau được không? Con xin lỗi. Tiệc gì đấy hả? Con đi thật à? Aha. Thế này gọn gàng hơn này cún. Bà ơi, đừng thế mà. Để bà sửa cho cún. Thôi mà, con không cần bà giúp. Tụi nhóc này không lễ phép gì hết. Mình còn lưng ở trong bếp làm gì chứ? Bữa tiệc ư? Ôi không, con bé quên túi rồi. Không có túi mà đòi đi đâu chứ.
Con ơi, chắc mình đến đúng nơi rồi. Hả, con bé kìa. Ôi khoan, túi con này. Ôi trời, chân tôi không còn nhanh nhẹn như ngày xưa nữa. Xin chào, cháu gái tôi để quên túi ở nhà, tôi vào đưa cho nó nhé. À, chỉ học sinh thôi ạ. Tôi hiểu, nhưng chuyện này quan trọng. Một chiếc gương, để làm gì? Chả hiểu một tê gì. Sợ mấy nếp nhăn này sao? À, vậy được rồi. Không tin được mấy chuyện vớ vẩn này. Mình chỉ đang cố giúp thôi. Chắc con bé có đồ trang điểm trong này. Để mình xem nào. Ok, cái mảnh này là gì vậy ta? Trông sợ phết. Kiểm tra xem nào. Thực ra mình cảm thấy dễ chịu phết. Da mình mịn màng hơn hẳn luôn này. Wow, đúng là một cuộc phiêu lưu mà. Trông mình khá trẻ trung rồi đấy. Giữ cái gương luôn. Ồ, và còn gì nữa đây nhỉ? Áo thun dài tay. Này, vừa nhìn. Còn gì dùng được ở trong này không? Ồ, khoan đã. Nhìn cô quen lắm. Tôi đã thấy cô ở đâu nhỉ? Ồ, thôi cứ vào đi. Woohoo! Cún con ơi. Hả? Bà. Đúng vậy, con quên mang túi này. Nhân tiện ở đây chắc con muốn ăn một chiếc. Bà ơi, có phải làm gì với đĩa này? Thực ra bánh này giúp thu hút mọi người đấy chứ. Ôi giời ơi, lại phải đi học. Chán như con rán. Lấy ba lô đã. Ồ, trái búp bê, gì đấy? Hả, có chuyện gì? Cậu định ăn mặc thế này mà đi đến trường á? Ờ, mặc thế này thì sao? Sao, nhìn tớ có một ý tưởng cho cậu. Đây, ngồi xuống sofa đi. Nào để xem cậu có những món đồ gì trong tủ quần áo nhé. Mẹ. Ôi trời, nhìn màu này tươi và dễ thương cho nè. Ờ, áo này hả? Thật hả? Ừ, áo này quá hợp để cậu mặc đến trường còn gì nữa. Ok, được. Để tớ mặc áo vào. Luồn tay qua đây nè. Ok, xong. Chuẩn, nhìn cậu mặc hợp đấy. Ngồi chờ xíu. Rồi, tạ ơn trời. Tớ sẽ ăn thêm thanh sô-cô-la nữa. Oh, cậu có chiếc băng đô bằng nhung xinh quá này. Hợp màu tóc cậu đó. Nhìn cậu đeo rất nữ tính đấy. Oh, tớ có một ý nữa hay cực. Ờ, được thôi. Để xem còn gì ăn trong này nữa không. Xuất sắc luôn. Quần jean này nhìn ok đó. Quần jean, thật á? Thôi được rồi, ok, cầm giúp tớ lọ Nutella để tớ thay quần nhé. Ui trời đất, quần chật dã man. Tớ không mặc nổi luôn. Tớ chịu không cài cúc được đâu. Ôi Wendy, điều đó có nghĩa là cậu không được ăn kẹo nữa. Hả, nhưng tớ mê kẹo lắm. Rồi. Tốt, nào để tớ giúp cậu cài cúc xem có được không nhé. Au. Ok, wow, cái cúc được rồi này. Tớ không biết cậu làm được kiểu gì. Phép thuật của búp bê à? Dễ thương quá nè. Ba lô đây. Đi học cơ nhé. Wow, chuẩn bị cho cậu ấy cũng mềm phết đấy. Quá trời vỏ kẹo luôn này. Cậu ấy ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Đành phải dọn dẹp rồi mang vứt ra thùng rác thôi. Khoan, có tiếng gì vậy? Wendy ở ngoài này à? Tuyệt. Trà búp bê, kệ tớ đi. Mình nhìn thấy thanh kẹo rồi. Chắc chắn cậu ấy chỉ ở quanh đây thôi. Kìa. Búp bê. Ôi Wendy. Tại tớ đói bụng quá. Tớ cần ăn lót dạ. Xin chào Wendy. Hôm nay tớ giúp gì cho quý khách được ạ? Tính gì vậy ta? Hình như phát ra từ tủ lạnh. Thôi mình cứ kiểm tra cho chắc ăn. Nhẽ có gì không ổn. Chà búp bê. Ra ngoài ngay lập tức cho tớ Wendy. Lạnh lắm đấy. Mau lại đây đi. Và đưa Nutella cho tớ. Thôi đừng ăn sô-cô-la nữa. Ăn chuối đi nè. Tốt cho sức khỏe. Gì ăn chuối á? Thôi xin. Chuối thì có gì mà ngon. Ăn trái cây tốt cho sức khỏe mà. Tớ sẽ rửa nốt bát đĩa. Chán như con rán. Này mà chờ một chút. Mình vừa nghĩ ra một cách cực hay. Búp bê có nhìn không? Không, vẫn tập trung rửa bát. Ok, mình đã có máy bơm chuối xịn sò đây rồi. Bắt tay vào việc thôi. Piu piu. Giờ mình cần cắm ống hẹp này vào quả chuối và rồi siết nó lại. Giờ thì kéo cái ống ra và lõi của quả chuối cũng đứng rút ra theo. Eo
Mèo ơi, đây là phần ghê nhất của quả chuối đấy. Nhưng giờ mình có thể cắm quả chuối rỗng vào đây và múc Nutella thơm ngon vào phần cốc nhỏ này trên máy. Vậy là đủ rồi đó. Giờ thì nhấn cần gạt xuống là xong. Vậy là quả chuối có nhân Nutella. Chưa bao giờ thấy thèm chuối như thế này. Wendy. Ôi chà búp bê, đúng, tớ đang ăn vặt chuối đấy. Suýt thì bị phát hiện, nhưng cả lâu cậu ấy mới biết. Ôi sốt hạt phỉ, sô-cô-la thơm ngon mà thèm. Ôi trời ơi, hết sể con bà bảy, quả chuối ngon nhất mình từng ăn. Cải thiện phong cách không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chắc chắn sẽ rất thú vị. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và đăng ký trang của chúng tớ để không bao giờ bỏ lỡ các mẹo tuyệt vời nha.